Ngày 10 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 866 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và làm việc với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch phát triển các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 866 về thăm dò khoáng sản, thực hiện thăm dò 12 loại khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh với diện tích là 17.918,6 ha. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, trên địa bàn có 85 giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực của 68 tổ chức cá nhân. Sau khi lắng nghe các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nêu một số khó khăn vướng mắc cần được ngành chức năng và tỉnh hỗ trợ. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, quyết định số 866 ngày 18 tháng 7 năm 2023 về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở hành lang để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp trong thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và có chia sẻ chung với tỉnh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các cái vướng mắc chung của các cái doanh nghiệp ấy thì tôi thấy rằng nó vướng một là thủ tục về hành chính, thứ hai là về giải phóng mặt bằng. Thì đối với lại thủ tục hành chính ấy thì tôi thấy là vướng nhất thì vẫn là quy hoạch. Chúng tôi thì cũng rất chia sẻ thôi, nhưng mà các doanh nghiệp cũng phải chia sẻ với tỉnh. Tại vì tỉnh cũng phải lo rất nhiều việc, doanh nghiệp cũng phải lo cái việc của doanh nghiệp. Nhưng mà tôi đề nghị là mình đã có doanh thu thì mình phải nộp thuế, thế thôi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở ban ngành chức năng của tỉnh quyết liệt vào cuộc triển khai tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện nghiêm về công tác bảo vệ môi trường, nghĩa vụ tài chính với nhà nước, công tác an sinh xã hội tại địa phương.